Bỏ lên nè. Nè bỏ lên nè, xong rồi anh chị em đưa xuống nè. Đưa xuống ngay chỗ cái cục bột màu trắng thôi. Đó, đưa đừng có ụp qua. Nè, anh chị em thấy tình yêu đưa tới đây không? Tình yêu nè, nè đưa tới đây thôi. Nè, tình yêu đập nè, đập xuống nè. Đập nè, đó, đập xuống nè. Đập cho nó đá xong rồi kéo nhẹ thôi. Thấy chưa? Là tự động nó sẽ không có chạy qua cái màu trắng mà nó nằm ở trong cái khu vực của mình cần thôi. Nhưng mà cái màu này á, cái màu phiên lợt nó sẽ che đi cái lằn này, thấy không? Cái lằn anh chị em vũa nhiều quá nên mất cái lằn này. Ở đây nó làm ở đâu á, nó tới đây nó làm phiêu thôi. Cho nên tình yêu chia sẻ cho mọi người thôi. Nhớ là như vậy, đó là anh chị em lấy một cục bột. Như vậy là anh chị em chỉ làm qua tới cái lằn là anh chị em vuốt thôi, chứ em đừng có vuốt qua khỏi cục bột. Thấy không? Đó, cho nên anh chị em nhớ cố gắng làm sao mà để cho nó đẹp, đừng có cho nó bị dính, bị tình trạng nó cái bột màu nó đi qua cái bột màu trắng, thì bảo đảm là anh chị em là nó sẽ good thôi. Đó, thấy không nè? Đó, bây giờ cái màu là cục thứ hai nè, nó sẽ che đi cái lằn này. Thấy anh chị em vũa nhiều quá nó có cái lằn này không? Không biết ai làm cái đó mình không biết nha, nên là mình chia sẻ cho mọi người thôi, là mình lấy cái bột màu và một bột màu lợt mình làm nó sẽ che đi cái màu đó. Ok nè, nó sẽ che được cái lằn đó. Ok, nó sẽ che được lằn đó nè. Giờ tới đây là mình dập nè, tới đây mình dập cho nó xuống, dập cho nó xuống cái lằn đó, dập cho nó xuống đó, dập nè. Tới đây mình đè, đừng cho nó qua cái lằn màu trắng. Đây, dập nè, kéo nhẹ cái đó, cái tay mình dập là cục bột nó khô, mình kéo qua cái nhẹ là xong. Như vậy là nó xong rồi, không cần phải làm nhiều động tác làm gì đó. Thấy chưa? Em làm hả? Em làm anh đánh đòn em chứ làm cái gì nè. Thấy chưa nè, đơn giản không nè, rất là lẹ nè. Bó cục binh lên cục, nếu mà làm cái màu trắng hơi lâu nhưng làm cái phiên rất là lẹ đó, anh chị em thấy không? Mình làm cái phiên nó lẹ lắm, không có ai không, nó cái nào nó cũng có cái lợi của nó nha, chứ không phải là cái nào cũng có cái dở của nó đâu, cái nào cũng có cái hay của nó. Là mình làm tới đây nó rất là lẹ nè, thấy không nè, đó, dập này, kéo nhẹ xuống nè, đó. Thấy chưa? Là xong rồi đó. Như vậy là mình đã xong, hoàn thành xong cái móng. Thấy chưa? Cái pin and wire mình làm rất là dễ thương. Cái màu này nếu mà anh chị em làm vẫn được nha. Làm pin and wire, làm ombre vẫn được. Anh chị em nhớ là như vậy. Đó. Nhớ nè. Đó. Cái cục mà mình một pin mình làm lẻ không nè. Bỏ, giống như mình làm bỏ lên nè. Đó. Mình cho nó vô cái kẽ này thôi nè. Đó. Đó. Tới cái kẽ này thôi. Tới ngay chỗ cái lằn màu trắng là mình ngưng. Mình đừng có ụp nó xuống. Tại vì mình ụp nó xuống làm gì? Mình ụp xuống nó chạy qua màu trắng. Mình đừng có ụp, mình tới bột, kéo bột tới đó thôi. Mình dập, bây giờ mình dập để cho nó khô nè. Dập cho nó nén xuống nè, đó, cho nó nén xuống. Đó, nó nén xuống nè, đó, nó nén xuống là mình kéo nhẹ nó cái. Đó, là tự động là bột nó liền với nhau, liền cái gì đâu, thấy không? Thấy không, thấy rõ không? Cái quan trọng ở đây là anh chị em nhớ cố gắng là những gì mà chia sẻ ở đây á. Anh chị em nếu mà không hiểu á, anh chị em coi lại từ đầu. Nếu mà làm phiên gần qua, anh chị em coi lại từ đầu nha. Thấy không, nó rất là đơn giản, nó rất là lẹ luôn, nó rất là đơn giản mà lẹ luôn đó nè. Một cái nào, cái còn món cuối cùng nè, thấy chưa? Mà tình yêu bỏ lên nè đó, lo kia đi cổ, đẩy lên nè, đẩy là đập nè. Lúc nào cái cọ mình cũng phải đập nè, đập cục bột nè, đập cho nó chạy xuống nè, thấy chưa? Đập cho nó chạy xuống để tới đó ngưng, mình không có đụng nữa, mình vẫn đập tiếp nè, đập nè đó, đập nè, kéo nhẹ nè, thấy chưa nè, đó, đập nè, nhớ đập nè. Rồi xong. Như vậy là cục bột màu hồng nó đâu có chạy qua cái màu trắng đâu, mà nó nằm ở xuống cái đấy nè. Mình đập nè, mình đập nó xuống, nó chạy nó xuống cái đấy. Nhớ là đừng có tới đây mình úp xuống cái, nó bị ngắn cái chỗ này, cho nên nó bị hở dưới, nó bọng đó nha. Đó, cho nên mình đập bột xong. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái móng. Đơn giản không? Nhớ, đó là những cái chi tiết mà tình yêu muốn chia sẻ đến với mọi người là như vậy đó. Ok. Anh chị em không có bỏ lia nha mọi người. Cái bột này là phiên hình quai, đâu cần phải bỏ lia đâu. Mình không có bỏ lia nha, đừng có bỏ lia mất thời gian. Không có bỏ lia nha mọi người. Đó, bây giờ tình yêu chỉ cho anh chị em vũa nè. Vũa cái bột nè. Làm ơn vũa anh chị em, đừng bao giờ đè cái vũa. Ok, bây giờ tình yêu sẽ nói luôn cho mọi người coi. Nói luôn cho mọi người nghe nè. Tại sao mà mọi người vũa bột hay bị mất hai bên này nè, biết không? Tại vì khi mình vuốt bột, anh chị em thấy nó mỏng không? Đó, nó tí xíu mình vuốt, mình sẽ chỉ cho mọi người là như thế nào. Bây giờ mình vuốt móng xếp ha, mình vuốt xếp lại. Mình làm nhiều quá, mình chảy máu tay cho nên mình phải bịch lại. Lấy mấy cái bao cao su để bịch nó lại, ok? Bịch cái ngón tay mình lại nè.
vũa nhẹ thôi, không cần phải vũa mạnh nha, vũa nhẹ thôi, kéo từ lên xuống trên xuống dưới, kéo qua kéo lại, kéo lên kéo xuống nè, thấy chưa? Đó, kéo lấy cái xếp lại cho nó đều nè, nhớ không? Đó là như vậy là cái phiên lần qua của mình nó đã đạt hiệu quả rồi. Vũa hai bên cái góc, vũa hai bên cái góc cho người ta không có muốn nó bị sắc bén, cho nên mình phải vũa là cái tay của mình lắc qua lắc lại này, lắc qua lắc lại này, thấy không? Thấy chưa? Đó là như vậy là mình đã hoàn thành cái gọi là cái xếp này gọi là cái gì? Là square round, ok. Đó, vũa nè, thấy chưa? Thấy vũa không? Đơn giản vũa nhẹ nhàng thôi, đừng có đè mạnh quá, thấy chưa? Đừng có đè làm gì? Đè tối về đè nghe không? Đó. Không thấy hả? Sorry, giờ không thấy, sorry. Đó, giờ thấy chưa? À, thấy chưa? Rồi. Đó, nhớ không? Nè đó, vũa nhẹ nhàng thôi, nghiêng qua là vũa cái vũa diễn nghiêng qua là đó, vũa nghiêng nó thẳng nè. Thấy rồi, thấy chưa? Đó, giờ nè, vũa nè. Nè, lắc nè, lắc nhẹ nè, lắc nhẹ qua nè, lắc nhẹ lại nè, lắc nhẹ nè, thấy chưa? Cho nên là mình đừng có vũa mạnh, đừng có dùng sức đó anh chị em, vũa neo mạnh trình cho em nghiến cha ca cho nó cực vậy nè, vũa nè, bỏ lên kéo xuống, tại vì cái này nó có độ nhám rồi, nó ăn mòn cái móng của người ta rồi, mà mình đặc biệt là mình đừng bao giờ mình đè quá mạnh, nó ăn vô cái móng thịt của người ta. Tại vì sao? Cái móng này là cái móng real nail, là mình đã đắp bột lên cái móng real nail là nó không bao giờ nó bị bè nhiều đâu. Cho nên anh chị em vũa, thấy không, thấy tình yêu vũa, mọi người thấy không, vũa rất là nhẹ nhàng đó. Nhẹ nhàng đó, nhẹ nhàng mà giống như cung đàn lỡ đảng vậy đó. Đó, đơn giản quá trời nè, vũa nè, nhẹ nhàng mà, thấy chưa, nhẹ nhàng mà. Nhớ nghiêng qua vũa nè, đó, nghiêng qua vũa, vũa là từ cái mép này vũa ra thôi, chứ không phải mà vũa mà mất cái này xong rồi này được mất cái này rồi xong rồi có nhiều người thì cà cái này chi vậy, đâu cần đâu, không cần, mình không cần đâu. Mình làm như vậy mình còn mất thời gian hơn nữa, mà mình vũa đi. Ví dụ bên chỗ nào chỗ cao chỗ thấp tí xíu mình lấy máy mình vũa nó lẹ lắm, nó ra liền, chứ cần chỉ cho cực phải mình ngồi mình đánh kiểu này kia nó cực lắm. Nó cũng được nhưng mà điều nó hơi cực, mất thời gian, không cần, cái đó không cần thiết. Mình không cần thiết phải làm như vậy. Tại vì có nhiều người mà làm, mỗi người mỗi làm một cái cách khác nhau, nhưng mà mình thấy nếu mà chỉ cho những người mà mới biết làm, nó không cần phải dùng cái chiêu đó, mấy cái người ta thợ giỏi người ta mới lắc, chứ còn mình đâu cần lắc đâu. Nếu mà anh, mấy người nào mà mới vô mà muốn á, muốn lắc á, là mua thuốc lắc uống đi, mở nhạc ra nữa là xung bà cố luôn. Đó, nhớ nè, thấy giờ tay thẳng nè, tay lúc nào cũng kẹp vô, tay thẳng để thẳng nè, vũa nè, thấy giờ tay của mình phải kẹp vô, hai ngón tay kẹp một ngón tay dưới đỡ, đó là đỡ xong mình vũa tay nó không có sụt xịt, nhớ là vậy thôi, cái kèm chặt. Gần hơn một tí nha sư phụ, gần hơn tí nữa hả, trời ơi, khổ quá, được chưa? Ôi. Thấy chưa? Đó, giờ mình vũa nè, thấy chưa? Vũa rất là nhẹ nhàng. Đó, tay làm rỉ rả thôi. Cứ nào cũng phải nghiêng vô, tay lúc nào phải để thẳng. Là tay lúc nào phải để thẳng để mình thấy đường mình vũa, chứ không phải nghiêng qua bên đây đâu nha. À. Đơn giản như đang giỡn luôn, thiệt luôn, không có gì khó cả, rất là lẹ luôn. Nhưng mà những cái chiêu tuyệt chiêu của mình là mình chỉ hết rồi, không còn gì nữa đâu đó. Cái mà super lưu, cái lưu mà dán lên trên đầu móng là ít có ai chỉ mình lắm nha. À, anh khỏe cưng, anh khỏe Alex khỏe không? À, đi chơi nữa rồi hả? Hai vợ chồng đang ở đâu? Ở Cali hả? bữa ở Austin, bây giờ bay qua Cali chơi nữa hả? Hay là giờ đi làm rồi? Bây giờ mình vũa neo, mình để cái tay của người ta thẳng đây nè, mình để thẳng, mình có việc mình để dở cái tay của mình nè, để thẳng, mình cứ cây vũa mình để kéo lên kéo xuống nè, đó mình kéo lên kéo xuống nè, thấy chưa? Mình đừng có dùng sức nè, kéo qua kéo lại kéo nè, thấy không? Thẳng liền. Tại vì này cái độ nhám nó đã ăn bột rồi, đâu cần phải dùng sức đâu. Không nên dùng sức nha, dùng sức là hại sức. Cái gì cũng phải tiết kiệm, chứ lỡ khi cần có sức mà nó hết sức là thua luôn. Đang ở WV là đâu? Bây giờ ở trong toilet hả? Tại sao WC là cái gì? WV là đâu ta? Wisconsin hả? Đâu phải đâu, Wisconsin là WI mà.
hay là ở Wyoming. Wyoming là chữ 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 đâu phải đâu, ở West Virginia. Ok. Ở web về xin nhà mà sư phụ đọc chữ QC, chữ WC là tưởng đang ở trong toilet. Ở Việt Nam mình hay dùng cái chữ WC. Thiệt tình, tôi bó tay tôi luôn. Chiều giờ tôi hút ly quỳnh nhiều quá chắc tôi khùng luôn rồi. Ừ, anh chị em thấy không, thấy tình yêu giữa không, nhẹ nhàng nhẹ nhàng đó, nhẹ nhàng nhẹ nhàng như đi cung đàn, giống như Phong Trần nó nói đó, nhẹ nhàng như cung đàn. Có người nào nói tôi với Phong Trần là giống hai anh em kìa, đúng rồi, hai anh em á, hai anh em mà gặp nhau chém nhau. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình giũa xong rồi, bây giờ mình làm gì, nhớ là đừng bao giờ giũa với cái móng thiệt của người ta nha, cái này móng thiệt của người ta, đừng có giũa nha. Clean thôi, cleanser thôi nè, cleanser thôi nè, đó, cleanser thôi. Clean ở dưới thôi, tại cái móng này móng thiệt của người ta là clean dưới này thôi, sơ thôi, đó, cleanser thôi, tại cái móng thiệt không có giũa nha. Giũa nó hư cái móng thiệt, nó đập cái má nhận ra luôn đó. Đó, clean cho nó sạch thôi, clean nè, đó, clean xong rồi cho nó sạch. Xong rồi chạy lên trên đây luôn, đó, chạy nè, chạy nè. Bây giờ chạy nè, chạy cái kia đi còn nè, xí. Thấy chưa, chạy kia đi cò, thấy chưa, đó, nhìn là đẹp bà cố luôn nè. Nhớ là giũa neo đừng bao giờ đè nha, nhớ là giũa đừng bao giờ đè cái đầu giũa đó, giũa nhẹ nhàng, đừng có đè nó, đừng có đè nó nha, chưa đè nó mắc bột á. Nhớ là như vậy nè, đó, nhớ là phải giũa nè, đó, giũa nè, giũa nè, giũa nhẹ nhàng nè, đó. Thấy không, giũa nhẹ nhàng, nó có cái kia đi cò liền, đó. Đẹp đẽ, sạch sẽ, liên kia đi cò sạch sẽ rồi. Nhất là anh chị em nào mới vào nghề nên mua cái đầu giũa này về xài. Để chi, cho nó an toàn cho khách của mình. Khi mà gặp tay khách mà mới biết làm hay bị rung lắm, tâm lý nó dẫn tới vấn đề sinh lý, cho nên hay bị rung lắm, cho nên là tay chân là nó rung lắm, cho nên là mình phải cẩn thận của lửa, lỡ nó chảy máu một cái là nó không trả tiền, mình cũng bó tay luôn. Nó nói tại sao mày làm chảy máu tay tao, tao không trả tiền, ăn cho hết đó. Nhất là mấy cô Mỹ trắng này là da nó mỏng lắm. có nhiều khi mấy người mà da nó mỏng mà da mặt nó dày, nó không trả tiền giúp mẹ luôn. Cho nên là đáng cố gắng nha, mua cái đầu giũa này về xài. Nó giũa nó chảy máu, nó điên, không trả tiền không luôn. Cho em hỏi đầu giũa mua ở đâu, giờ em gọi số điện thoại 832-216-7717 giùm anh nha. Anh có mối rồi đó, em mới quảng cáo một cái có mối rồi. Nhớ nha, nhớ gọi số điện thoại nha, 832-216-7717 nha. Một cái như vậy là 20 đồng. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua thì gọi cho tình yêu nha, đừng có mua của ai hết, mua của tình yêu thôi. Mua ai cũng vậy à, mua anh cảm ơn đó. Hôm nào mà em ấy, em nào mà đẹp đẹp á, tôi thấy đẹp đẹp tôi hiến thân luôn cho. Nothing else. Oh sorry. Did you hurt? Well, I can't. Oh, okay, I just take care for you. Alright, no problem. Thank you. Sorry about that. Đó, cho nên là mình phải giũa nhẹ nhàng, cái tay nó đau và nó đi ra làm gì đau không biết nữa. Một cái có ship không, nửa cái anh cũng ship nữa chứ, một cái ship gì em, một cái anh cũng ship, nửa cái anh cũng ship nữa đó chứ. Có em ơi, một cái anh cũng ship nha em. Ok, anh có ship hết á, em mua là anh ship hết. Một cái thì tính tiền shipping một cái. Nhớ clean ở dưới thôi nha, đừng có chạy bột nha, cái này cái móng thiệt của người ta đó, đừng có bỏ chạy bột, hư bột của ta, hư bột hư đường á. Rồi bây giờ mình giũa bệnh nè. À, chị em nào muốn mua rồi đầu giũa này cũng đầu giũa bệnh luôn nè, đầu giũa bệnh nè, ok, nè, đầu giũa bệnh. Nhớ nè, chùi nè, lấy cái bàn chải trà mông á, cái này là trà mông, khi nào mà ế quá trà bớt cho nó lỡ. Ngồi nhiều quá nó chai như đít khỉ luôn.
xong rồi mình lấy cái bàn chải trà mông mình chà. Phone number hả? 832-216-7717. Ok. Giờ mình vũa nè, giờ thấy không? Thì mình vũa nè. Đó, nè, nhất là nhất. Cái nãy là mình, hồi nãy mình vũa cái kiriko rồi đúng không? Mình, nè, tay nè, banh ra nè. Không có đè đâu, vũa để nhẹ vô chạy. Bây giờ để nhẹ vô chạy nè, không có đè nha. Đầu vũa là không có đè. Đó, qua đi banh ra nè, đó, thấy chưa? Ôm nè, ôm cái vòng cung là xong. Bây giờ nếu mà chỉ muốn chạy lên một lần nữa thì cho chạy thêm một lần cho nó an toàn. Mà đừng có đè cái đầu vũa, anh chị em đừng bao giờ đè. Tại vì mình bỏ bột ở đây mình đè làm gì? Thấy chưa? Nè, anh chị em nè, thấy chưa? Thấy không? Nó ra sát cực kỳ đẹp luôn. Đó, nè. Đâu có càng đè đâu. Nhớ nha, đừng bao giờ đè. Thấy chưa? Không có đè nha. Thì mình nói rất là kỹ là không có đè, là mình vũa ở trong, mình đã vũa cái kiriko rồi, mình chỉ chạy bên ngoài là mình chạy nhẹ nó cái thôi. Đẩy cái đầu cho nó mỏng lại sơ cái là nó đẹp. Như vậy là mình đã thấy chưa, phiên hình quay mà làm cỡ này thì đâu có thua gì đâu ai đâu, đúng không? Nếu mà làm cỡ này là bảo đảm luôn, chủ nó đứng nó lè lưỡi luôn, nó lè lưỡi nó liếm, nó đừng có đi chỗ khác để làm cho anh đi em đó, nhớ chưa? Đó, bây giờ mình chạy cái kia đi cò rồi, mình chạy cái kia đi cò rồi đúng không? Mình chạy cái kia cò nào mình nhớ cái tay này banh là nhẹ nè, banh là nhẹ là chạy nè, nhớ là không có đè nha, không có đè nha, chạy là không có đè nha, đó, không có đè. Mà nhớ là một điều nữa, cũng đừng bao giờ mà nhấp kiểu này nha. Ok. Không có nhấp như giờ. Nè, chỉ cần banh cái da thịt này ra, bỏ vô là chạy nè. Chạy nè. Chẳng có đè, tại vì anh chị em đè nó sẽ bị mắc bột. Thấy không? Tình yêu giữa nó bột còn y nguyên, không có mắc bột. Đó. Đó, cho nên là mọi người nhớ cố gắng, đừng bao giờ đè nó. Ok. Thấy không? Khi mình qua đây mình ôm cua là cái móng tay mình ôm vô mình vũa là nó ôm sát vô cho mình thôi. Ok, nè, nhớ đặt cái vũa dưới nó chạy một lần nhẹ nữa nè, là xong. Đó. Anh tình yêu ơi, khi đắp bột ôm rê trắng hồng anh xài liên quật hiệu gì? Dạ, em chỉ xài một loại hiệu liên quật thôi, không cần phải ôm rê. Em xài tất cả những cái gì đều là phiên đều một cái liên quật bột à. Nhớ là anh chị em nhớ xài một cái hiệu liên quật thôi, để xài chứ mà nhiều mất thời gian. Xài cái liên quật là EMA, xài tất cả các loại bột, bột thường cũng xài cái đó luôn, nó không có thân dê lộ. Còn anh chị em xài, tại vì cái kiểu ngày xưa của mình nó cứ kiếp cái kiểu ngày xưa làm hoài. Cái bột thường thì lấy nước bột thường ra đắp, còn cái nước cái phin hình khoai là lấy phin hình khoai ra đắp. Bây giờ thời buổi này là mình đắp một nước một liquid là nước EMA xài cho tất cả các loại luôn, vừa đắp bột màu, vừa đắp ombre, vừa đắp bột thường, làm hết tất cả mọi thứ. Thấy tình yêu vũa không? Không chị em thấy không, mình vũa rất là nhẹ nhàng, mình đừng có đè cái đầu vũa, mình đừng có đè nó ăn bột ở trong đây, nó mắc bột hai bên góc hết. Nhớ là như vậy anh chị em, đừng bao giờ mà anh chị em cứ đè cái đầu vũa xuống làm gì. Đừng bao giờ mình đè cái đầu dũa, nhớ là cái đầu dũa của mình là mình chỉ để cho nó láng thôi chứ không phải là mình lấy bột ra. Mình đè mạnh quá nó bị mắc bột mà nó có cái lằn ở dưới này luôn á, anh chị em chạy làm sao mà nó có cái lằn luôn. Chạy quá, đè quá cho nên nó bị có cái lằn. Can you call me number 832-216-7717, ok? Nhà Monica Phan. Gọi cho anh đi, đầu vũ anh có bán. Right here, not everywhere. Right here. Số điện thoại là 832-216-7717 nha. 832-216-7717. Thấy tình yêu vũ không? Rất là từ từ, tốn chỉ cho mọi người làm. Tại cô khách này cũng là cô khách cuối cùng, tình yêu đi về rồi, cho nên tình yêu làm rất là chậm chạp để cho mọi người coi. Bây giờ tay của tình yêu nè, banh ra nè, banh nhẹ ra nè, bây giờ banh ra nè, đó. Khi mình banh ra nó sẽ hở ra những cái này nè, đó, mình sẽ vũa nè, nó nhẹ nhàng nè, đó, vũa nhẹ nhàng ở đây thôi. Bây giờ vũa rất là nhẹ nhàng, không cần phải đè đâu, anh chị em đừng có đè nó, đè là nó sẽ mắc bột quá nè, thấy chưa? Nhớ là như vậy, nhớ là anh chị em đừng bao giờ đè cái đầu dũa, đừng bao giờ đè nè, để cái dũa dưới đây chạy một lần để cho nó mỏng nè, cho cái lằn đầu móng nó mỏng đó, cho nó đẹp.
Thấy chưa? Nhìn cái móng nó natural, nó rất là natural, nó mỏng, nhìn nó natural lắm. Anh chị em thấy không? Nhìn cái bàn tay mình làm phiên hình quay mà nó ra như vậy, đẹp đúng không? Đẹp đúng không? Rất là đẹp luôn. Mai mốt Monica Phạm nói tiếng Việt nha em, anh nói tiếng Anh nhiều khi anh không hiểu. Em người Việt Nam mà không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt hả? Bữa nào qua đây anh dạy tiếng Việt, em dạy lại anh tiếng Anh. Nói chơi thôi nha em, chứ anh biết năm thứ tiếng lận. Mọi thứ tiếng anh biết vài chữ à. Sản phẩm gì em? Em nói sản phẩm gì? Sản phẩm gì Ánh Nguyễn? Đâu có sản phẩm gì đâu. You don't know how to write a Vietnamese. Trời ơi, qua đây anh dạy viết cho. Come oversize. Cái gì mà CND anh có, em vô trong cái Facebook của anh đó, em coi cái liquid mà anh có post lên đó đó, em share trên Facebook của anh đó. Anh chị em nào muốn mua đó thì vô trong Facebook của tình yêu có đó, anh chị em vô đó coi rồi nhìn coi cái hiệu đó mua nha. Còn không nữa thì gọi số điện thoại mua cho người ta, ở dưới Hilton người ta có bán. Chị Lê gì đó, anh chị em nào muốn coi Facebook, nói lộn, muốn coi liquid vô trong Facebook của tình yêu có xe cái liquid nha mọi người. Nhớ đọc cái comment, đọc cái status tình yêu có ghi rõ ràng số điện thoại. Anh chị em nào muốn vô đó coi rồi muốn mua thì vô trong cái Facebook của tình yêu nó có. Kéo nó xuống nó sẽ có. Cái đầu dũa láng đó có cắt tay khách không? Dạ không, cái tay đầu dũa này, những cái đầu dũa của tình yêu là không có cắt tay nha mọi người. Nhưng mà không có bị cắt tay nha, anh chị em mua về xài không có bị cắt tay. Anh chị em nhớ dũa đừng có đè cái đầu dũa, anh chị em nhớ đừng có đè cái đầu dũa nhiều, đừng có đè cái đầu dũa xuống. Anh chị em đè cái đầu dũa là nó sẽ ăn bột hết, nó mắc bột hết nha mọi người, nó sẽ mắc bột đó. Anh chị em nhớ cố gắng đừng bao giờ đè cái đầu dũa nó mắc bột. Thứ nhất nó đã mắc bột, thứ hai nữa là nó sẽ làm cho có cái đường lằn ở trong này, kỳ lắm. Làm nail mà mình làm có cái đường lằn đó là dở rồi, không có đúng đâu. Anh ơi, em đắp bột cứ bị dính cọ là sao vậy? Là tại vì em lấy bột á, có nghĩa là anh giải thích luôn, anh giải thích cho em hiểu. Khi em lấy bột á, em cố gắng em đừng lấy nó nằm lên trên cao, mà em chỉ lấy cái đầu thôi. Ok, ví dụ như cái bột là em lấy ngay cái đầu này thôi nè, chứ đừng có lấy lên trên cao, nó sẽ dính bột. Ok, tại vì do em lấy nó dính lên trên đây là do nó lấy đẩy cục bột, nó kéo cục bột. Ok, bây giờ thí dụ như cái hũ bột ở đây. Ok, cái hũ bột nè, bây giờ nó có hũ bột nè. Ok, em để cái hũ bột đây, em chỉ cần em để cái đầu cọ xuống, em đè xuống thôi, chứ em không có kéo như vậy đâu. Thường thường mà kéo cái bột nó chạy lên trên cái mó, trên cái cọ đó, nó sẽ làm cho dính bột. Ok, rồi, đơn giản là vậy thôi, nhớ nha. Dạ có chị, em ở đâu em cũng gửi hết, ở Pháp em có gửi luôn chị. Ở Pháp em có gửi nha mọi người, tình yêu có gửi qua Pháp nhiều lắm.
thấy không, mọi người thấy không, ta gồng ha, ta gồng kệ nó nè, banh nó ra nè, đũa nè. Hello Nguyễn Nhân, hello em, khỏe không em? Đây là cái khi mình dũa xong, anh chị em coi cái đầu móng của tình yêu làm nó mỏng nè. Đó, nó phải mỏng nè, thấy nó mỏng không? Làm cho nó mỏng để cho nó đẹp. Ok. Rồi xong xuôi rồi, bây giờ mình làm cái gì? Mình check lại cái shape của mình một lần nữa. Nè, mình check cái shape của mình một lần nữa nè. Đó, dũa lại một lần nữa nhẹ nhàng. Dũa lại một lần nữa cho nó đẹp. Thấy chưa? Cho nó nhẹ nhàng. Bên anh không có bán treo em ơi, bên anh không có bán treo nha em. Em dạ em khỏe, chị Natalie Phong, chị khỏe không? À, chúc sức khỏe tới mọi người luôn nha, mình cũng vẫn khỏe như ngày nào, nếu mà không khỏe thì không lên like đâu, nói chung là có like là có khỏe rồi đó. À, hôm nào mà không lên like là sắp ngáp ngáp rồi. À, còn có like là vui rồi, còn khi nào mà không còn like là biết rồi đó. À, khi nào mà tình yêu không còn like nữa là biết rồi đó. Anh ấy đã đi thật xa. Hôm nào mà anh ấy mà đang like là anh ấy ở rất là gần. Rồi xong bây giờ mình buffer nha, buffer để rửa tay rồi bỏ treo cho mọi người coi cái phiên ngày qua làm nó đẹp như thế nào nha. Đây là cái bí quyết mình đã làm từ đầu tới đuôi, mình làm rất là cặn kẽ, từ tốn cho mọi người coi nha, rất là chậm chạp, lận chậm, thiệt là chậm luôn. Đó là những cái bí quyết mà tình yêu muốn chia sẻ tới mọi người, những người làm nail như chúng mình đó, là mình phải học hỏi, phải lắng nghe những bậc tiền bối đi trước. Có những cái mình không nên nghe là tại vì có những bậc tiền bối làm tào lao là mình không có nghe, còn những bậc tiền bối nào mà làm những cái kinh nghiệm đó, dạy cái kinh nghiệm cho mình là mình phải nghe nha. Bỏ treo lên nó rất là đẹp, thấy chưa, không có một cái lỗi nào hết, mình nói thật luôn, không có cái lỗi nào luôn. Giờ muốn bắt lỗi tôi cũng hơi bị khó đó. Đó, cái xà bông á, là cái để cho nó rửa sạch sẽ, để cho nó tẩy những cái chất dầu, nó không có bị ấy. Nhưng mà cố gắng là khi mình tới mình sơn cái top lên á, là để tay nó phải khô nè, kêu nó clean cho nó khô, chứ đừng có để có nước. Đó, tương lai nữa là mai mốt nữa là có cái loại treo mà chống nước luôn. Có treo đó tình yêu sẽ sản xuất sau năm 2000 ha, năm 2035. Rồi bỏ vô. À, anh chị em nhớ nha, tình yêu nói rất là kỹ, anh chị em thấy tình yêu dũa nè, thấy chưa, mình giờ mình ngồi mình dạch ra từng món cho mọi người coi, nó không có bị mất bột. Nhất cái điều quan trọng là đừng bao giờ mình đè hai bên đó, mình đè là nó bị mất bột á, đừng có đè đó. Không phải, anh chị em nên nhớ khi rửa xà bông, mình nhớ nhắc khách là mày clean cái tay cho mày thiệt là khô. Mình phải nói, thí dụ anh chị em làm, anh chị em phải nói với nó, mình phải dặn nó. Chứ đừng có go wash your hand no soap là không được, cái đó là không đúng nha. Cái câu nói của người Việt Nam mình nói lúc nào nó cũng là phải. Có nghĩa là mình lúc nào mình cũng theo mình, người ta nói là thường thường người ta nói hay, mình người Việt Nam mình hay dạy nghề đó, cái đó là mình nói thiệt, chứ không phải là tình yêu sơn không bao giờ bị chóc đó. Cho nên anh chị em nhớ cố gắng là mình phải kêu khách, mình phải muốn cái gì mình nói với nó, mình muốn cái gì nó muốn cái gì nó nói mình, thì mình cái gì mình cũng vậy nữa, mình cũng phải muốn cái gì nói với nó, lau cho nó sạch. Ok, put in. Ok, bây giờ xong rồi nè, anh chị em coi tình yêu xong rồi nè, coi cái bàn tay khi nó làm xong nè, đó. Anh chị em thấy không? Nè, cái pin and wire mình làm nó rất là đẹp luôn. Nó không có bị sai lỗi. Nhớ nha, nó không có bị sai lỗi nè. Thấy không? Thấy chưa? Nhìn nó rất là đẹp. Cho nên mọi người nhớ cố gắng làm sao cho nó được perfect.
Dạ, đầu móng nó mỏng, nó tay nó sát, đừng có để cho nó bị giũa làm sao, đừng có để cho nó bị hở.